Hello, xin chào Lâm Anh, chào anh em. Hồng Phát xin chào anh chào anh em. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 2023 dương lịch. Nay ngày 13 tháng 8 2023 dương lịch nhé. Bên mình sẽ lên cho anh em một cái clip giới thiệu những cái mẫu mã mà bên mình đang có sẵn, rất là đa dạng anh em nhé. Dạ, số điện thoại bên mình hai số đây: 085 từ 16 820, 082 từ 18 961. Anh em ở xa có thể cáp video xem hàng trực tiếp, mình có thể ship toàn quốc cho anh em. Anh em nếu mà ở khu vực miền Nam Sài Gòn hoặc miền Bắc Hà Nội có thể đến trực tiếp. Nếu anh em đến chỗ mình giao dịch trực tiếp thì anh em không phải đặt cọc 1.000 nào hết. Còn nếu mà để mình ship về khu vực trung tâm cho anh em thì anh em phải đặt cọc tiền. Bên mình số lượng hàng có rất nhiều nhưng mình chỉ lên một số mẫu cơ bản cho anh em xem thôi, nó rất là phổ thông. Đây là mẫu 914, 914 màu đen, 914 màu inox, 914 màu bạc, 2914 màu lông chuột. Cái cây màu lông chuột này hàng rất là hiếm, hàng rất là hiếm. Anh em lưu ý là Rorasaki 2914 TD nhé. Màu này là màu nâu chuột nhé. Tất cả các loại hàng bên mình đều xài tại 9 mini. Anh em nhìn thiết kế rất đẹp này. Để mình so sánh. Đây, 914 và 2914 có điểm tương đồng, giống nhau đến 99%, bởi vì cùng một hãng mà. Còn 2914 mình thấy có thể đẹp hơn ấy. Đó là màu đen và màu xám chuột. Còn đây là màu bạc. Đây là 914 màu bạc. Mình trong kênh của mình thì cũng đã có clip test rồi chứ không phải là không. Có clip test rồi. Con này có 2 chế độ bắn anh em nhé. Một là bắn bắn viên một ạ. Như này, ra đây là bắn viên 1 đấy. Như này là khóa. Ra đây như này là liên thanh. Một nhát xả cả băng luôn anh em. Con này là màu inox, rất là bóng đẹp. 914 màu inox anh em nhé. Nó bắt đầu trơn hết. Tất cả các dòng này thì băng đạn đều chứa được 14 viên nhé. Băng đơn anh em nhé, chứa được 14 viên nhé. Chúng ta xích gần lên một chút. Ngày 13 tháng 8 2023 dương lịch nha anh em. Số điện thoại chỉ dùng duy nhất hai số này thôi nhỉ. Tiếp theo mình sẽ đến một cái mẫu mà nó gọi là bản sao. Bên mình chỉ bán đầu đạn cao su thôi, nhưng cái mẫu này nó là bản sao của những cái mẫu quân dụng. Đó là con này, trên này thân nó ghi là S56, bên tay S56, hàng rất là hiếm. Màu bạc cũng rất là hiếm, trên thị trường cũng không có đâu ạ.
Không có nhiều đâu. Con này thực chất nó là con CZ75 anh em nhé. Anh em có thể lên Google search tìm hiểu thêm về con CZ75 nhé. Băng của nó cũng là băng đơn thôi. Anh em có thể để ý cái bá rất là ôn tay. Cầm rất là ôn tay. Rồi với anh em là tay to một chút nhé. Màu bạc rất đẹp. Tiếp theo là đến một cái mẫu mà hàng cũng rất là hiếm trên thị trường ạ. Dịp TPM, dịp TK59 này. K59 này nè. Con này thì rút băng này không có nút ấn mà là anh em phải ấn vào đây. Đó, rút nó xuống. Băng con này là băng băng đơn thôi. Nên chỉ chứa được khoảng 7 viên thôi. Với trên lòng nó khoảng 8 viên thôi. Hàng này thì hàng này cần chất và đẳng cấp này. Băng nó là băng đơn nên là cái bá này, cái bá ốp băng này nó rất là mỏng. Cầm rất là dễ cầm. Khóa. Khóa, gạt khóa. Ok. Mình sẽ đến một mẫu mini. Rất là nhỏ. Chỉ làm vỏn vẹn trong vừa bàn tay thôi. Làm vỏn vẹn trong vừa cái bàn tay thôi. Nên là rất dễ cất giấu trên xe ô tô hoặc là xe máy hoặc là túi xách. Đây ạ. Em tưởng tượng không? Nó chỉ làm gọn trên nửa nhưng mà phòng ngón tay của mình thôi. Băng đạn thì rất là hạn chế, chứa khoảng 6 viên. Cũng thế, cũng như con nha 59 cũng sẽ có nút ấn đây. Nó khi băng ra. Băng đơn rất là nhỏ, chứa được khoảng 6 viên. Một viên trên lòng ngân 7. Em nó cũng cùng hãng với lại 94, nhưng em nó là Rosaki ở 906 nhé. Rất là nhỏ gọn, đẹp. Nhìn trong clip vậy thôi anh em ạ. Ngoài đẹp lắm ạ. Hợp với những người đây anh em nhìn nào, thừa ra một ngón tay này. Khi mua hàng sẽ được kèm theo cây thung nòng nhé, cây thung nòng nhé, cây thung nòng và hộp 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 nhé. Đây đây mình có rất nhiều loại đạn kẹo cao su của các hãng khác nhau. Cháu cao su thì uy lực của nó tùy từng hãng anh em nhé. Có hãng thì nó để ít thuốc nổ nên là lực sát thương nó nhẹ, còn những hãng mà thuốc nổ nhiều thì lực sát thương nó lớn. Còn màu xanh ở giữa là đạn lỗ uy hiếp, tức là chỉ lỗ không anh em. Đạn lỗ uy hiếp tức là chỉ lỗ không. Để mình sẽ lắp cái lỗ uy hiếp này vào một băng mình sóc cho nó an toàn nhé. Mình sẽ lắp vào cái mũ bạc này. Xem nó có hiện tượng kẹt đạn không nhá. Một này. Hai. Ba. Anh em cùng nhau đến với mình nhá. Bốn. Năm. Sáu. Bảy.
8 9 10 11 12 13 14. Có thể là anh em sức tay mạnh hơn dí vào vẫn cứ được thêm đạn nữa. Mình thì sức mình cũng chỉ ấn 14 viên. 14 viên với một viên trên nòng là 15. Mình sắp dạ này nha. Không hề có hiện tượng kẹt nha. Súng rất là ok, rất là trơn tru. Súng rất là ok, rất là trơn tru đúng không? Với các dòng súng bắn đạn cao su, mình đánh giá cao nhất là cái mẫu 914 này. Màu nào cũng vậy, mình đánh giá cao nhất hàng Rokki 914 này nhé. Độ chuẩn cao, độ bền cao nhé, bằng đạn chứa được nhiều nhé. Ok, cảm ơn anh em. Anh em tin tưởng mua bên mình thì gọi cho mình hai số này 085 từ 6820, 082 từ 18961. Ở đâu báo giá anh em rẻ à? Bên mình báo rẻ hơn 3 triệu. Ok anh em nhé. Mua bên mình không sợ đắt, mua bên mình không sợ lừa, giao dịch trực tiếp với anh em luôn. Chào anh em.